Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn tất cả quý vị và các bạn cách tháo cái mặt bích này, mặt bích của động cơ ở phía dây nhá. Đây, dây này là dây quạt trục nhá. Đây, dây quạt trục nhá. Đấy, chưa nhớ rất nhiều trường hợp như cái con này này, nó đang bị hỏng bi, hỏng cái cabin này rồi, không thể nào mà các bạn đóng ra được, chết khô chết cứng rồi. Kể cả các bạn xịt RV7 cũng không thể nào ra được, đóng không ra được, bắt buộc các bạn phải dùng vam đấy nhá. Thì đây, trong trường hợp này tôi sẽ dùng vam 2 càng. Tôi tận dụng luôn cái clip này để tôi vam ra. Và các bạn sẽ dùng lông đen nhá. Các bạn chèn khoảng 2 cái lông đen nhỏ thôi để làm điểm tì ở trên cái đầu trục này thôi. Và lưu ý khi mà cái bạn vặn vam này thì tránh trường hợp là cái điểm tì vam này nó vào dây đứt dây nhá. Đây tôi chèn khoảng 2-3 lông đen thôi là đủ thoải mái rồi. Các bạn vặn nó sẽ ra thôi. Đấy. Đây tôi quay để các bạn xem các cái phương pháp này, các bạn nhìn nhé. Đây. Đây là cái vam 2 càng các bạn nhé. Còn đây là khoảng 2 con lông đen thôi. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành vam cái con nắp này ra, các bạn cùng theo dõi nhé. Khi các bạn mà dùng cái lông đen để chặn này thì để ý là cái dây này rất quan trọng nhé. Cái trường hợp là ngầm nút dây nhé. Ok. Đấy, như vậy là tôi đã tháo xong cái phần cái bi này nhá. Mặt bích cái bi, con bi này rất là dơ rồi. Đấy. Không ra được. Bây giờ tôi đã ra vam ra rồi. Chúng ta sẽ tiến hành thay bi thôi. Đây là con động cơ tôi vừa tháo ra đây. Đấy, và riêng cái mặt bích này là nó chết cứng ở phần phía bên dây rồi. Thì bắt buộc chúng ta phải vam ra, mà trong khi trường hợp vam ra thì cái trục ti của nó lại nằm ti vào cái phần dây này. Đấy. Thì đấy là chính là cái mẹo để chúng ta khắc phục cái vấn đề về vam đấy. Chúng ta sẽ vam bằng cách tì lên cái lông đen. Chúng ta sẽ dùng 2 cái lông đen này. 2 hoặc 3 con lông đen thì các bạn có thể tì thoải mái. Tì thoải mái luôn. Không vấn đề gì hết. Và có thể lôi được vam, kể cả những cái bi chết cũng lôi ra rất là đơn giản bằng cái vam 2 càng nhé các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.